Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 8 của tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tuyên dương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi và trao giải cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2018. Gặp mặt 200 thiếu nhi người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018. Trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn đội tỉnh Nghệ An năm 2018. Tỉnh đoàn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022. Nghệ An tham gia liên hoan chỉ huy đội giỏi toàn quốc năm 2018 tại Hà Nội. Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ năm 2018. Các cơ sở đoàn tiếp tục sôi nổi các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè năm 2018 bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 4, tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa to đến rất to, gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản. Trước tình hình đó, các đoàn viên thanh niên tại các cơ sở đoàn đã tích cực tham gia khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Nhằm nhanh chóng giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An chỉ đạo các cấp bộ đoàn huy động gần 5.000 đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động khắc phục hậu quả bão số 4 và mưa lũ gây ra, hỗ trợ tu sửa nhà cửa bị hư hỏng, cảnh gác tại các điểm bị ngập lụt, các điểm có nguy cơ bị sụt lún, tham gia tuyên truyền người dân không xúc cá, vớt củi dọc hai bên bờ suối trong những ngày mưa gió. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào tình nguyện bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tối ngày 17 tháng 8, tại trường Đại học Vinh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lễ tuyên dương thanh niên sản xuất giỏi và trao giải cuộc thi ý tưởng dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2018. 25 thanh niên được tuyên dương là những thanh niên tiêu biểu trong lao động sản xuất, kinh doanh. Với ý chí quyết tâm, hoài bão lớn, cùng với sự hỗ trợ đồng hành giúp đỡ của tổ chức đoàn hội các cấp, các ngành đã giúp thanh niên tự tin vươn lên làm giàu chính đáng và giải quyết việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao giải cuộc thi Ý tưởng dự án khởi nghiệp thanh niên Nghệ An năm 2018 cho 2 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Cuộc thi nhằm hỗ trợ phong trào khởi nghiệp và thúc đẩy các hoạt động đổi mới, sáng tạo, khơi dậy ý chí khát vọng, mong muốn được lập thân lập nghiệp, làm giàu bằng sức lực trí tuệ trong thanh niên. Trong 2 ngày, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt 200 thiếu nhi người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tỉnh Nghệ An. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra chuỗi các hoạt động có ý nghĩa. Sáng ngày 3 tháng 8, đoàn đã đến dâng hoa dâng hương báo công với Bác tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tham quan dâng hương dâng hoa tại khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương. Tối ngày 3 tháng 8, tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức chương trình gặp mặt 200 thiếu nhi người dân tộc thiểu số, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tỉnh Nghệ An năm học 2017-2018. Tại chương trình, ban tổ chức đã dành tặng 200 suất quà với tổng giá trị trên 100 triệu đồng cho các em. Bên cạnh đó, các đơn vị đoàn trực thuộc nhận đỡ đầu các em cũng đã trao mỗi em một suất quà với giá trị 500 ngàn đồng. Đây là những món quà kịp thời để động viên và khích lệ các em nỗ lực vượt khó học giỏi trước khi bước vào năm học mới. Trước đó, ngày 2 tháng 8, đoàn đại biểu thiếu nhi đã đi tham quan và tham gia các hoạt động vui chơi tại thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò. Chuỗi hoạt động đã giúp cho các em có những trải nghiệm thú vị và là những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ trong tuổi thơ của mình. Thưa quý vị, nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, công tác quản lý và tổ chức các hoạt động đoàn đội các cấp, từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 8, tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên số 2 thị xã Cửa Lò, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức chương trình trại huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ đoàn đội. Trong đợt huấn luyện, có 200 đại biểu là các cán bộ đoàn đội đến từ 21 đơn vị huyện, thành, thị đoàn được học tập các nội dung. Một số điểm mới trong điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 11, công tác kiểm tra, giám sát phản biện xã hội, công tác chăm sóc và bảo vệ thanh thiếu nhi, phòng tránh các tai nạn xã hội, các nghi thức, nghiệp vụ công tác đoàn đội. Bên cạnh đó, các học viên còn được rèn luyện thêm kỹ năng hoạt động nhóm, trò chơi lớn, thám du, kỹ năng ra ngoại, kỹ năng truyền tin, kỹ năng trại. Kết thúc khóa huấn luyện, Ban tổ chức đánh giá cao tinh thần tham gia của các học viên và 21 cá nhân đã được tuyên dương vì có thành tích xuất sắc trong đợt tập huấn. Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức tổng kết công tác đoàn đội trường học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2018-2019,
đồng thời trao bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn đội năm học 2017-2018 và trao giải thưởng cuộc thi Những câu chuyện đẹp tuổi 18 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động. Ngày 31 tháng 7 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2018-2022. Hội nghị đã đánh giá kết quả phối hợp giữa tỉnh đoàn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh giai đoạn 2013-2017. Qua 5 năm triển khai thực hiện, bằng nhiều phương thức đổi mới đã góp phần nâng cao nhận thức cũng như hành động của đoàn viên thanh niên về việc phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế, thiếu sót để cùng nhau bàn bạc các giải pháp khắc phục và đề ra các mục tiêu cho những năm tiếp theo. Hai bên cũng đã thống nhất các nội dung và tiến hành ký kết chương trình phối hợp về phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia giai đoạn 2018-2022. Dịp này, tỉnh đoàn đã trao tặng bằng khen cho những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp giai đoạn 2013-2017. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 8 năm 2018, tại Hà Nội đã diễn ra Liên hoan Chỉ huy đội giỏi toàn quốc lần thứ 3, Nghệ An vinh dự có 3 đại diện tham gia liên hoan. Trong khuôn khổ chương trình, các chỉ huy đội đã tham gia ngày hội Tự hào Chỉ huy đội với chủ đề Giỏi nghiệp vụ, vững kỹ năng, xứng danh chỉ huy đội giỏi. Tham gia các phần thi tại 7 trạm kỹ năng, được gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tham gia giao lưu Măng non Việt Nam xứng danh cháu ngoan Bác Hồ, tham quan các khu di tích địa chỉ đỏ tại Hà Nội, tham quan trải nghiệm khoa học sáng tạo và nhiều hoạt động bổ ích khác. Kết thúc liên hoan, cả 3 đại biểu tỉnh Nghệ An đã được công nhận là chỉ huy đội giỏi toàn quốc, được Hội đồng đội Trung ương tặng bằng khen. Trong đó, em Võ Hà Lam, liên đội trưởng trường Trung học cơ sở Tôn Quang Việt là một trong 30 đội viên xuất sắc được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng bằng khen và vinh danh trao thưởng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị báo cáo viên định kỳ năm 2018. Tham dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, cán bộ nghiên cứu cơ quan tỉnh đoàn và một số đồng chí là báo cáo viên cấp cơ sở. Hội nghị đã cung cấp những thông tin quan trọng, kỹ năng định hướng, nắm bắt và phản biện dư luận xã hội qua Internet và mạng xã hội, kỹ năng ứng phó xử lý các điểm nóng khủng hoảng truyền thông. Từ đó, các cấp bộ đoàn đã nhận thức rõ hơn tinh thần trách nhiệm tuyên truyền giáo dục các đoàn viên thanh niên về công tác đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái thù địch trong không gian mạng, thực hiện tốt công tác giữ vững ổn định an ninh chính trị. Cũng thông qua hội nghị, các báo cáo viên, các đồng chí cán bộ đoàn hội chủ chốt đã lĩnh hội được những kinh nghiệm trong cách khai thác thông tin, viết tin bài, chỉnh sửa ảnh, phục vụ cho quá trình tuyên truyền và đưa tin các hoạt động tại địa bàn. Trong tháng 8, các cơ sở đoàn đã sôi nổi tổ chức các hoạt động chiến dịch tình nguyện hè năm 2018 bằng nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa. Sáng ngày 29 tháng 7, huyện đoàn Tân Kỳ phối hợp với thành đoàn Vinh tổ chức hoạt động khám tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 350 người dân và thanh thiếu nhi tại xã Hưng Sơn. Đây là đợt khám lần thứ tư trong tháng 7 do huyện đoàn phối hợp tổ chức. Trong đợt khám có sự tham gia của đội ngũ y bác sĩ đến từ 9 đơn vị trên địa bàn thành phố Vinh. Các bác sĩ đã tận tình khám, kê đơn và phát thuốc miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng giá trị hơn 30 triệu đồng. Đồng thời tư vấn cho nhân dân các kiến thức phòng tránh một số bệnh phổ biến thường gặp. Sáng ngày 2 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nghi Lộc ra quân thực hiện công trình bảo dưỡng, chăm sóc thường xuyên các tuyến đường huyện tại xã Nghi Trung. Hơn 400 đoàn viên thanh niên đến từ 7 xã trên địa bàn huyện đã tiến hành nhiều hoạt động vệ sinh môi trường như cắt cỏ, thu gom rác thải, phát quang cây cối hai bên tuyến đường với chiều dài 7 km. Hơn 1 tấn rác thải được thu gom và mang đi tiêu hủy. Đây là công trình thanh niên cấp huyện năm 2018 của Huyện đoàn Nghi Lộc nhằm khơi dậy sức trẻ, tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện cuộc vận động tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đồng thời tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên và nhân dân, đặc biệt là các hộ dân sinh sống hai bên tuyến đường có ý thức hơn nữa trong việc bảo vệ môi trường. Vừa qua, Ban Thường vụ Huyện đoàn Thanh Chương đã tổ chức thành công hội thi sáng tạo đồ chơi dành cho thiếu nhi từ vật liệu tái chế lần thứ nhất năm 2018. Hội thi được chia thành 5 cụm thi với hơn 120 sản phẩm trò chơi độc đáo được sáng tạo từ những đồ phế liệu như gỗ ván, chai nhựa, lon bia của 40 cơ sở đoàn xã thị trấn trên toàn huyện. Hội thi là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính sáng tạo, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Thanh Chương trong công tác đoàn đội, đồng thời giúp các em thiếu nhi có ý thức tự giác hơn trong việc bảo vệ môi trường. Kết thúc cuộc thi,
ban tổ chức đã trao giải nhất cho cụm thi số 4 và các giải thành viên gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích. Từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳnh Lưu đã tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn tài năng tại 5 cụm trên địa bàn. Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện những hiểu biết của mình đối với các vấn đề về lợi ích và bất cập trong sử dụng mạng xã hội, vấn đề mất an toàn khi tham gia giao thông, các tệ nạn xã hội, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong phần thi Bí thư chi đoàn thông thái và bản lĩnh sân khấu năng khiếu qua phần thi Bí thư chi đoàn tài năng. Hội thi là dịp để các bí thư chi đoàn trên địa bàn huyện có điều kiện được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo để từ đó thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hướng tới chào mừng kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ngày mùng 10 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện đoàn Nam Đàn tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu niên hè năm 2018. Tham dự giải có 23 đội đến từ 24 xã thị trấn trên địa bàn huyện được chia thành 8 bảng thi đấu vòng loại và chọn ra mỗi bảng một đội thi đấu vòng chung kết. Giải đấu diễn ra từ ngày mùng 10 đến hết ngày 19 tháng 8. Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần đem lại môi trường lành mạnh, một sân chơi bổ ích cho các em thiếu niên nhi đồng trong dịp hè, đồng thời nhằm góp phần nâng cao thể lực, giáo dục tính trung thực, ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết cho các em thiếu niên trên địa bàn huyện. Sáng ngày 11 tháng 8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với Đoàn cơ sở Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ và Chi đoàn Công an thị xã Cửa Lò tổ chức chương trình Hãy làm sạch biển. Tại chương trình, ban tổ chức cũng trao tặng 3 phần quà cho 3 gia đình cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn. Gần 2 km đường bờ biển bị ô nhiễm do ảnh hưởng của cơn bão số 3, rác thải sinh hoạt trong mùa du lịch đã được đoàn viên thanh niên lực lượng vũ trang thu gom sạch sẽ. Tiếp đó, sau buổi vệ sinh môi trường, các đoàn viên thanh niên đã tổ chức giao lưu bóng đá mini tại thị xã Cửa Lò. Tối ngày 15 tháng 8, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu tổ chức chương trình truyền thông Thanh niên tham gia phòng chống tệ nạn ma túy, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, mại dâm và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên tại xã Diên Lãm. Với hình thức thi giao lưu các phần, tiểu phẩm, hiến kế và xử lý tình huống giữa ba đội, cùng sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư kỹ lưỡng, các đội đã đem tới cho hội thi những màn trình diễn vô cùng ấn tượng. Đặc biệt, truyền tải được nhiều thông điệp ý nghĩa cho công tác tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, mại dâm và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thanh niên. Cũng tại đêm truyền thông, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã ra mắt đội tuyên truyền phòng chống ma túy huyện Quỳ Châu năm 2018. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoannghean.vn hoặc qua Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.